Vâng, Đỗ Sinh mời các bạn chúng ta giao lưu với vườn cảnh anh Bùi Toản, địa chỉ xã Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Hình ảnh của một tác phẩm Tùng La Hán tầm nhỏ để chia sẻ với các bạn. Vâng, tựa tựa giáng long nằm trong cái vuông quát cạnh trước của mình là 40. Vâng, chiều cao từ mặt chậu là 65, sải rộng của đàn là 86. Rồi, quanh thân cho đo tại vị trí này 26 chứ. Quay đi một vòng cái. Giao lưu giá bao nhiêu anh ơi? Vâng, cái báo giá giao lưu quá. Cái tổng là hán này là 4 triệu rưỡi. Vâng, giá 4,5 triệu. Rồi, chuyển nhá. Hạ thấp à? Vâng, chúng ta đến với một cây tùng La Hán nữa. Rồi, cây này chơi tứ diện. Được rồi đấy, cây này hay đấy. Cốt cây rất là già. Được rồi, lấy thông số đi. Cho xuống dưới đi, cho thước xuống dưới. Dưới đây luôn. Đấy, đo đấy đi. Tại vị trí này là 30 chú. Rồi, 30. Đường kính được 10 cm. Giá bao nhiêu anh ơi? Vâng, xin báo giá giao lưu của bác Tùng là 18 triệu. Vâng, giá 18 triệu. Rất là dễ chơi. Hai người bê nhẹ nhàng đúng không? Hai người bê nhẹ. Di chuyển nhá.
Vâng, bây giờ chúng ta đến với một cây mai chiếu thủy. À, Thoạt nhìn cái bệ gốc của cây rễ của cây mai chiếu thủy phải nói là quá là đặc biệt. Như một cái bệ đá luôn nha các bác nha. Tầm này mà mai chiếu thủy vẫn rất nhiều hoa. Hey. Và có cái đợt nụ non tiếp theo nữa này. Mặt chúng ta quay này mặt chính luôn đấy. Rồi. Quay xa quay tổng thể một vòng. Hết cái bóng. Một bệ rất đẹp. Rồi anh cho thông số đi. Tôi làm được nằm trong chậu chữ nhật. Chậu này là chậu ép của Vĩnh Long. Kích thước dài của bì 80 chứ. Ngang của bì là 60. 80 60. Giải dựng của ta là 1m25. Rồi. Rồi vành thân tại vị trí này luôn này. Xa gốc rồi. 45 thước. Dạ. Cao. Chiều cao từ mặt chậu là 82. Anh quay sang phía bên kia tôi nhìn cái bệ bên kia. Vâng. Được rồi. Vâng. Khá đẹp. Các phía đều như nhau cả. Với giá giao dịch thế nào anh? Giá giao lưu của bác mai chiếu thủy là 75 triệu. Vâng, giá 75 triệu. Mặt tính như móng một hố. Vâng. À, chúng ta đến với bonsai Bùi Toản qua hai số điện thoại của anh Toản và anh Duẩn đấy nhé. Địa chỉ tại xã Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Và tiếp tục chúng ta đến với một cây tùng La Hán. Thân cứ đỏ au ấy nhỉ? Ừ. Thân đỏ au nhìn trông như là thân cây du. Thế mới hay. Rồi anh lấy thông số đi. Này nằm trong cái chậu tàu vuông. Kích thước của bì là 50 chậu
độ 50-50. Vị trí này là 47. Và 47 ở vanh ở chỗ đo đấy. Vị trí sát gốc đấy. Chiều cao từ mặt chậu lớn 1 mét thôi. Vâng. Sải rộng của tàn là 1m25. Rồi, giá bao nhiêu anh ơi? Vâng, tôi xin báo giá giao lưu bác cái tủ na hán là 18 triệu. Vâng, giá 18 triệu. Rồi, anh chuyển nhá. Nào đi. Đây. Đúng ở góc đấy. Đây, chưa. Vâng, gửi đến hình ảnh của một cây tùng La Hán tầm nhỏ nữa để các bác thưởng thức. Rồi, cháu quay đi. Đấy, dừng cho lại xem bên này. Rồi. Nằm trong chậu vuông vác cạnh chậu Đồng Nai. Cú bì 30 chút. Kích thước thân tại vị trí này là 22. Tổng thể sải rộng của tàn là 86. Chiều cao từ mặt chậu là 36. Rồi, giao lưu giá bao nhiêu? Vâng, xin báo giá giao lưu của các bác tổng nán là 4,5 triệu. Giá 4,5 triệu. Vâng. Rồi nhá, chuyển đi. Vâng, chúng ta đang thưởng thức một cây tùng La Hán dáng quá đẹp luôn đấy các bác ạ. Ngắm cái mái bông tán rất là bay. Và nói về cái điểm nhấn nữa là cái cây tùng có tuổi đời rất là cao. Hình toàn thân coi trắng tinh hết màu địa y. Cây mặt nào cũng đẹp chút. Một cây nguyên bản luôn. Trắng hết nhỉ, trắng như quét vôi lên. Chuẩn bị quá đẹp. Ui, sổ bên này còn đẹp hơn. Rồi, anh lấy thông số đi. Cái tay bay hay quá. Tay hay lượn này, tạo vai. Quá đẹp. Chỗ chủ nhật bầu dục. Thức của mình là 60, chỗ dài. Chỗ năm của mình là 45. Chỗ 45-60. Anh thân rất là đặc biệt luôn. 28. Vâng. Chiều cao từ mặt chậu 83 cm. Vâng. Tổng thể sải tàn 1,5 m. Rồi. Cây này giá bao nhiêu? Vâng, chỉ có giá tổng giá là 16 triệu.
giá 16 triệu. Quá hay nhỉ. Còn nói các bác ngắm cây tùng mà sở hữu với giá 16 triệu bao ship toàn quốc như cây này thì chả còn nói gì nữa. Chạy đường thân nó chạy không có điểm ý. Rất là bay tán, rất đẹp. Mà thân thì không có chỗ nào chúng ta hay dùng cái từ gọi là ươn nữa. Đây, đây nha. Đây, thân rất dẻo, rất lắc, rất đều. Đấy. Quá hay. Mà giá rất là hữu nghị. Chậu cứ thế chơi rồi. Đẹp đấy. Anh đứng đây tôi xin kiểu ảnh anh. Cây này giá 16 triệu luôn. Rồi. Rồi anh di chuyển nhé. Vâng, chúng ta tiếp tục đến với một cây lục vừng này. Anh lấy cái thông số coi. Vâng, chậu vuông 52. Cao từ mặt trong lên là 85 đúng không ạ? Cao 85. Sải tán là 95 đúng không ạ? Rồi, sải tán 95. Mình là 64 luôn. 64. Quay đi một vòng anh ơi, quay chậm từ từ thế cả rồi. Rồi, cái này báo giá bao nhiêu anh? Xin giá là 16 triệu đúng không? Giá 16 triệu. Và rồi anh di chuyển nhá. Và với thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video tại đây để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. Đến với bonsai Bùi Toàn, xã Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương.